Thanh Tâm xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay là thứ ba, ngày 1 tháng 3 năm 2022. Chương trình Việt Live buổi sáng hôm nay gồm có những tiết mục như sau. Mở đầu là điểm tin mạng xã hội với những tin chính. Nhiều tiếng nói phản biện tại Nga bất chấp trấn an của chính quyền. Bộ Quốc phòng Anh công bố video quân Nga có lò hỏa táng di động. Triều Tiên tiếp tục thử nghiệm tên lửa với lần phóng đầu tiên sau một tháng. Một người Việt bị đồng hương đâm chết ở Nhật. Hơn 10.000 xe nông sản Việt Nam kẹt ở biên giới với tàu cọc và một số tin đáng chú ý khác. Sau đó là các mục ý kiến cộng đồng mạng, những vấn đề quanh ta, nhân vật sự kiện, câu chuyện Việt, bình luận thời sự và cuộc sống quanh ta. Xin kính mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết và các bài viết chọn lọc trong ngày cùng với Thanh Tâm. Mở đầu bản tin cộng đồng mạng là phần tin thời sự quốc tế. Trong 3 ngày kể từ khi Tổng thống Putin ra lệnh tấn công Ukraine đến ngày 26 tháng 2, Nga đã bắt giữ hơn 3.000 người biểu tình phản đối trên khắp cả nước. Tuy nhiên, nhiều cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn bất chấp lệnh cấm và trấn áp của chính quyền. Giới văn nghệ sĩ nổi tiếng Nga cũng bày tỏ kinh hoàng và kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc chiến giữa lòng châu Âu. Những người nghệ sĩ này không giấu mặt, giữ đúng vai trò người của công chúng và đối với nhiều người trong số họ thì đây là lần đầu tiên có thể thấy giọng soprano nổi tiếng nhất của Nga hay một trong những nghệ sĩ múa ba lê lớn của nhà hát Bolshoi, một nghệ sĩ Nga nổi tiếng hay một ca sĩ rất được ngưỡng mộ cùng với vợ là một nhà tạo mẫu, một YouTuber rồi các nhà báo, giờ có đến 300 người đã ký vào bức thư ngỏ. Thêm vào đó là một bản kiến nghị của nhân viên y tế, tiếp theo là nhiều chuyên gia về ngoại giao, một cố vấn nổi tiếng cho Bộ Ngoại giao Nga. Những thông điệp phản chiến lan truyền trong giới người nổi tiếng và những gương mặt không ngờ đến, họ bày tỏ nỗi tức giận, sự hổ thẹn cũng như tuyệt vọng. Rồi cũng có những người vô danh treo cờ Ukraine bên ngoài cửa sổ hoặc dán những khẩu hiệu không chiến tranh. Đến giờ tất cả những người này đều phải đối mặt với rủi ro lớn khôn lường. Xin nêu ví dụ về quyết tâm của những chính trị gia diệu hầu ở Nga. Hôm qua, khi được hỏi về khả năng Nga không còn nằm trong Hội đồng Toàn châu Âu, cựu Tổng thống Dmitry Medvedev đã trả lời lạnh lùng. Không sao hết, điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể lập lại án tử hình. Về phía chính trị gia, theo AFP, hai nghị sĩ của Đảng Cộng sản, đảng đề xuất công nhận độc lập của hai nước Cộng hòa ly khai Ukraine đã lên án vụ tấn công. Qua việc tấn công Ukraine, Nga tự cô lập trên trường quốc tế. Cũng liên quan đến Nga, các quan chức Ukraine cho biết gần 3.500 lính Nga đã thiệt mạng sau ít ngày Moscow khởi động cuộc tấn công nước láng giềng. Một báo cáo nói rằng kho vũ khí của Nga có những lò hỏa táng di động để che giấu những người lính thiệt mạng. Tờ New York Post dẫn thông tin từ tờ Daily Telegraph của Nga cho biết, Bộ Quốc phòng Anh mới đây đã công bố đoạn video quay cảnh một chiếc xe container có máy móc cỡ lớn. Khi nhấc công tắc, cửa mở sẽ tự động nâng lên. Các nhân viên sử dụng cửa sau của xe tải để điều khiển lực nâng của bề mặt chiếc cân tư thể được đặt trên bàn phía sau và chờ máy tiến vào lò đốt. Toàn bộ quá trình này giống như một lò thiêu di động và thi thể có thể bị tiêu hủy tại chỗ vào bất cứ lúc nào. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói, nếu tôi là một người lính, chẳng phải đã suy yếu đi rất nhiều sự tự tin trước khi tôi lên đường khi biết rằng có một lò hỏa táng di động đồng hành cùng tôi trên chiến trường. Trước đó, Facebook của quân đội Ukraine đã đăng bài phát biểu công khai của Phó Thủ tướng Ukraine Irina Varashuk yêu cầu Hội chữ thập đỏ vận chuyển thi thể các quân nhân Nga thiệt mạng ở Ukraine càng sớm càng tốt. Bà Varashuk nói rằng dựa trên nhu cầu nhân đạo chúng tôi đã yêu cầu thi thể của người Nga này rời khỏi đất nước. Bà nói thêm, nhanh lên, Hội chữ thập đỏ chúng ta sẽ có thêm nhiều xác chết của Nga. Thưa quý vị, các quan chức quân sự Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết Triều Tiên vừa bắn tên lửa đạn đạo vào ngày 27 tháng 2. Đây là vụ thử đầu tiên kể từ khi Bình Nhưỡng thực hiện một số vụ phóng kỷ lục vào tháng Giêng năm 2022, theo Reuters. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết Triều Tiên được nghi là đã bắn một tên lửa đạn đạo về phía biển ngoài khơi phía đông của nước này từ một địa điểm gần Sunan, nơi có sân bay quốc tế của Bình Nhưỡng. Sân bay này là địa điểm của các vụ thử tên lửa, trong đó có một cặp tên lửa đạn đạo tầm ngắn được bắn vào ngày 16 tháng 1. Tên lửa bắn vào ngày 27 tháng 2 đã bay tới độ cao tối đa khoảng 620 km đến tầm bắn 300 km. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JSCS cho biết. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobu Kishi cho biết trong một tuyên bố trên truyền hình, đã có những vụ phóng thường xuyên kể từ đầu năm nay và Triều Tiên đang tiếp tục phát triển nhanh chóng công nghệ tên lửa đạn đạo. Ông Kishi nói rằng Triều Tiên đang đe dọa an ninh của Nhật Bản, khu vực và cộng đồng quốc tế. Bộ Tư lệnh Ấn Độ tại Bình Dương của quân đội Mỹ cho biết Hoa Kỳ lên án vụ phóng mới nhất này và kêu gọi Triều Tiên ngừng các hành động gây bất ổn, nhưng cho biết vụ thử không gây ra mối đe dọa tức thời. Vụ thử gần nhất của Triều Tiên là vào ngày 30 tháng 1 khi nước này bắn một tên lửa đạn đạo tầm trung, Hwasong-12.
Tiếp tục là tin người Việt hải ngoại, một người Việt sống ở Nhật vừa bị đồng hương đâm chết trong nhà ga thuộc tỉnh Hokkaido. Theo thông báo của cảnh sát vào ngày Chủ nhật 27 tháng 2, bản tin của cơ quan truyền thông chính phủ Nhật NHK nói rằng nạn nhân bị tấn công trong khuôn viên nhà ga JR Asahikawa tại thành phố Asahikawa thuộc tỉnh Hokkaido. Theo tin này, vào lúc khoảng 4 giờ 40 chiều giờ địa phương ngày Chủ nhật, có người tại ga JR Asahikawa báo cáo với cảnh sát là có người bị tấn công bằng dao ở nơi này. Báo cáo của cảnh sát cho biết người bị đâm có quốc tịch Việt Nam, khoảng 35 tuổi, sinh sống tại nơi này. Nạn nhân được cấp tốc chở vào bệnh viện nhưng qua đời tại đây do các vết thương trầm trọng. Sau khi đâm người, hung thủ bỏ trốn khỏi hiện trường, nhưng cảnh sát tiến hành cuộc truy bắt nhờ vào các hình ảnh có được từ camera an ninh. Đến khoảng 8 giờ tối cùng ngày, cảnh sát bắt được nghi can và đưa về sở cảnh sát để điều tra. Nguồn tin NHK nói nghi can cũng là một người Việt ngoài 20 tuổi, cũng đang sống tại thành phố Asahikawa và có quen biết với nạn nhân. Cảnh sát chưa tìm thấy hung khí dùng trong cuộc tấn công. Cuộc điều tra của nhân viên công lực hiện đang được tiến hành, cũng theo NHK. Hồi tháng 8 năm ngoái, từng xảy ra vụ một thanh niên người Việt bị một người Dominican đánh đập rồi ném xuống sông ở Osaka sau khi cùng uống rượu với nhau. Thành phố Asahikawa là thành phố lớn thứ nhì trên đảo Hokkaido với khoảng gần 400.000 dân, chỉ sau có Sapporo. Vừa rồi là phần tin thế giới, sau đây là tin Việt Nam liên quan đến môi trường. Thưa quý vị, sau nửa năm được giải cứu trong quạt kép, 8 con cọp là tang vật một vụ án ở Nghệ An hiện vẫn chưa tìm được nơi tiếp nhận mà phải gửi nuôi tạm tại khu sinh thái Mường Thanh Diễm Lâm, theo truyền thông trong nước vào ngày 27 tháng 2 đưa tin. Báo này cho biết thêm, 8 con cọp nằm trong số 17 con do công an tỉnh Nghệ An tịch thu trong vụ phát giác nuôi nhốt cọp trái phép tại hai gia đình ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành hồi tháng 8 năm 2021. Thời điểm đó, bầy cọp đã bị bắn thuốc mê, bỏ vào lồng sắt đưa tới khu sinh thái ở huyện Diễn Châu để chăm sóc. Tuy nhiên, trên đường vận chuyển, 9 con cọp đã chết và đến nay nguyên nhân chưa được nhà chức trách công bố. 8 con cọp này còn sống được giao cho Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An tạm quản lý, chờ tìm nơi tiếp nhận đủ chức năng pháp lý và điều kiện thực tế. Lúc đầu, Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoang dã Sóc Sơn ở Hà Nội lên tiếng cho biết họ có thể tiếp nhận 4 con cọp. Trong khi đó, Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật ở Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình muốn tiếp nhận tất cả 8 con. Tuy nhiên, sau đó, Trung tâm ở Sóc Sơn phản hồi rằng họ đã quá sức chứa, không thể tiếp nhận, còn giới chức tỉnh Quảng Bình chưa phúc đáp. Hồi tháng 10 năm 2021, Vương Thú Hà Nội đề nghị nhận nuôi số cọp, nhưng oái oăm là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đến nay vẫn chưa phản hồi về việc bàn giao cọp theo thủ tục. Hiện tại, 8 con cọp đang ở nhờ ở khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm. Trong 7 tháng qua, tổng kinh phí nuôi bầy cọp này được ghi nhận lên đến hàng tỷ đồng và khu sinh thái nêu trên phải tự chi trả. Ngoài ra, báo này cũng cho biết 8 con cọp không thể thả về tự nhiên do bản năng hoang dã săn bắt muỗi không còn vì đã bị nuôi nhốt từ nhỏ. Bên cạnh đó, những con cọp này có dấu hiệu được sinh cận huyết nên nguy cơ bệnh tật cao, tuổi thọ giảm so với cọp trong tự nhiên. Thưa quý vị, trong hơn 10.000 xe chở hàng, phần lớn là nông sản của Việt Nam đang kẹt ở các cửa khẩu biên giới phía Bắc với tàu cộng vì Bắc Kinh siết chặt các biện pháp chống cấm tàu. Theo bản tin truyền hình của báo Nông nghiệp Việt Nam vào ngày Chủ nhật 27 tháng 2, lượng xe hàng nằm tại các cửa khẩu phía Bắc đã vượt 10.000 vì các biện pháp chống dịch cấm tàu chưa từng có của tàu cộng. Hệ quả, thống kê xuất khẩu rau quả của Việt Nam đầu năm 2022 giảm 16%. Mới hôm thứ Bảy 26 tháng 2, tờ Thanh Niên dẫn thông tin từ Bộ Công Thương nói đang có 3.700 xe chở hàng xuất khẩu tồn tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc. Nay tờ Nông nghiệp Việt Nam báo của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn nêu ra những con số mới tương tự như từng xảy ra gần đây. Khoảng hơn 10.000 xe chở hàng bị kẹt, phần lớn là các loại nông sản tươi bị kẹt tại các cửa khẩu với tàu cộng từ Quảng Ninh đến Lào Cai cuối năm ngoái. Sau rất nhiều lần đàm phán với phía tàu ở các cấp chính quyền, vấn đề đã được giải quyết phần nào. Nhưng vì tình hình đại dịch tại Việt Nam ngày càng nặng hơn, tàu cộng áp dụng biện pháp kiểm soát Zero Covid ngặt nghèo hơn nữa. Hôm thứ Bảy, tờ Tiền Phong nói rằng nhà cầm quyền tỉnh Lạng Sơn đã đàm phán với phía tàu cộng, cơ bản thống nhất về hai phương thức giao nhận hàng mới tại cửa khẩu Hữu Nghị và Tân Thanh. Theo sự thỏa thuận tại cửa khẩu Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, tổ chức giao hàng theo cách thức là xe đưa hàng lên đến bãi tập kết tại cửa khẩu Hữu Nghị, tháo rời container để đầu kéo quay trở về địa phương. Sau đó, phía tàu cộng sẽ đưa đầu kéo của họ sang để lấy hàng hóa kéo về. Sau khi giao hàng xong, phía tàu cộng sẽ trả lại container rỗng. Trong khi các cửa khẩu Hữu Nghị và Tân Thanh được giải quyết thì tại cửa khẩu Tà Lùng tại tỉnh Cao Bằng lại bị tàu cộng đóng lại khi thấy có một tài xế xe tải Việt Nam nhiễm cúm tàu. Trước đó, các cửa khẩu khác trong tỉnh này như Sóc Giang, Pò Hèo, Trà Lĩnh đã bị đóng từ mấy tuần qua. Đến chiều ngày 27 tháng 2, Báo Nông nghiệp Việt Nam thuộc lời Phó Cục trưởng Hải quan tỉnh Lạng Sơn nói thông tin 5.000 xe chở hàng ùn ứ tại các cửa khẩu địa phương này không chính xác, mà chỉ có khoảng 1.700 xe.
Báo 5 ngày Việt Nam căn cứ vào thông tin của Cổng Thông tin Một cửa Quốc gia nói ngày 26 tháng 2, có tới 10.201 xe chở hàng nằm ở các cửa khẩu biên giới phía Bắc. Con số vừa kể nhiều hơn số lượng thống kê cách đây một tuần lễ. Khoảng 2.000 xe, nhà cầm quyền kêu gọi các công ty xuất cảng nông sản tươi tạm dừng đưa hàng tới các cửa khẩu biên giới phía Bắc. Nhưng người ta vẫn cứ chạy tới trong khi phía tàu cộng kiểm soát ngặt nghèo hơn. Hai ngày trước, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lặp lại lời thúc giục chuyển đổi cùng cách buôn bán với tàu từ tiểu ngạch sang chính ngạch, hầu giải quyết dứt khoát tình trạng kẹt ở các cửa khẩu biên giới. Đây không phải lần đầu tiên đề cập vì từng được nói đến cả chục năm qua nhưng không thấy nhúc nhích. Tiếp nối chương trình là một ý kiến cộng đồng mạng. Thanh Tâm xin gửi đến quý vị phê phán của tác giả Phạm Minh Vũ đang trên trang cá nhân vào ngày 26 tháng 2 về bọn con hoang từ của tác giả để gọi Ban Tuyên giáo Cộng sản Việt Nam, những kẻ tung tin ủng hộ nhà độc tài hiếu chiến Putin. Mời quý vị cùng chia sẻ. Bọn con hoang. Hiện nay, Tuyên giáo Việt Nam đang cố gắng rửa mặt cho tên diệt chủng Putin. Một mặt họ đem bò đỏ là dư luận viên đi bình luận về Tổng thống Ukraine trước đây từng làm diễn viên hề với ý dè biểu, một mặt tung những tin sai sự thật về ca ngợi cuộc chiến tranh xâm lược của Nga đang phát động lên một quốc gia có chủ quyền độc lập là vĩ đại. Tất cả để che lấp thân phận đu bám ngoại bang. Điển hình cho sự lương lẹo dối trá và sai sự thật một cách trắng trợn là báo Công an Nhân dân này. Trên Facebook, tờ báo nói rằng Tổng thống Ukraine đã tháo chạy. Nhưng thực tế, ông đang ở thủ đô Ukraine và cầm súng sát cánh cùng binh sĩ để chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Chưa kể, ông Tổng thống lên Facebook livestream để củng cố tinh thần người dân. Đây là hành động tung tin sai sự thật và là bản chất của đám Cộng sản. Không biết bọn Tuyên giáo Việt Nam nói chung và tờ Công an Nhân dân nói riêng là do người Nga nói tiếng Việt viết hay là người Việt nói tiếng Nga. Nhưng biết chắc chắn Tuyên giáo Việt Nam là bọn con hoang. Nói trơ trẽn thế này mà cũng nói được thì chỉ người Cộng sản dám nói. Người Cộng sản lạ lắm, họ nói chuyện không giống con người. Và sau đây là một bài hát về chiến tranh do Facebooker Nguyên Tống đăng trên trang Facebook cá nhân vào ngày 26 tháng 2 với lời dẫn như sau. Bắt gặp một bài hát Nga, cũng có thể là Ukraine, trên trang của người bạn. Lời bài hát như một bài thơ về nỗi lòng của một bà lão nhớ về người yêu đã tử trận trong chiến tranh khi còn rất trẻ. Người yêu của bà đã mãi mãi tuổi 20, nhưng trong tâm trí của bà thì anh vẫn già đi cùng bà. Hay ngược lại, bà vẫn trẻ mãi cùng anh. Chẳng biết Putin có từng nghe bài hát này trước khi phát động chiến tranh lần nữa hay chưa, nhưng mình dịch lại để bạn bè người Việt cùng nghe. Mời quý vị cùng chia sẻ. Giá đừng có chiến tranh. Bắt gặp một bài hát Nga cũng có thể là Ukraine trên trang của người bạn. Lời bài hát như một bài thơ về nỗi lòng của một bà lão nhớ về người yêu tử trận trong chiến tranh khi còn rất trẻ. Người yêu của bà đã mãi mãi tuổi 20, nhưng trong tâm trí của bà thì anh vẫn già đi cùng bà. Hay ngược lại, bà vẫn trẻ mãi cùng anh. Chẳng biết Putin có từng nghe bài hát này trước khi phát động chiến tranh lần nữa hay chưa, nhưng mình dịch lại để bạn bè, người Việt cùng nghe. Giá đừng có chiến tranh, chứ gặp lại đôi mình đã cách biệt, em vẫn thấy anh trong những giấc chiêm bao. Có lẽ nào ta phải sống thiếu nhau? Anh yêu ơi, giá chiến tranh đừng tới. Đến tuổi rồi em sẽ thành già cõi. Trong chuyện này anh có lỗi gì đâu, đôi ta từng đẹp tuyệt biết bao. Anh yêu ơi, giá chiến tranh đừng tới. Và anh lại chìa tay vẫy gọi, từ nơi anh chẳng thể hồi hương, nếu có cháu chúng cũng đã tới trường. Anh yêu ơi, giá chiến tranh đừng tới. Chẳng còn ai gõ cửa làm em vội, tại em điếc dần vì tĩnh lặng thinh không. Anh vẫn già hơn, em vẫn trẻ hơn. Anh yêu ơi, giá chiến tranh đừng tới. Tiếp nối một ý kiến của đồng mạng, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị cảm nhận của bác sĩ Võ Xuân Sơn đang trên trang Facebook cá nhân vào ngày 26 tháng 2 về 13 quân nhân hy sinh khi bảo vệ một hòn đảo nhỏ của Ukraine trong cuộc xâm lược của Putin. Mời quý vị cùng chia sẻ. Họ chiến đấu vì tổ quốc. Đó là tên của một cuốn tiểu thuyết của nhà văn Nga Solokhov. Trong cuốn sách đó có cảnh ngày 1 tháng 5 năm 1940 hay năm 41, những người Cộng sản bị Stalin bỏ tù đã hát vang bài quốc tế ca bên trong song sắt nhà tù, hòa cùng với tiếng hát trên quảng trường trong lễ mừng ngày quốc tế lao động. Nếu tôi nhớ không lầm, thì cuốn tiểu thuyết đó được viết vào khoảng năm 42, tức là thời điểm cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đang rất khốc liệt. Vậy mà 80 năm sau, chính những người Nga chẳng biết là hậu duệ của Stalin và những người ủng hộ ông ta hay hậu duệ của những người đã nắm tay nhau hát vang bài quốc tế ca bên trong song sắt nhà tù lại trở thành những kẻ xâm lược một đất nước khác. Lần này thì họ, những người Nga, đã đẩy những người Ukraine vào tình thế bị bắt buộc phải chiến đấu vì tổ quốc. Giống như những chiến sĩ biên phòng của chúng ta ở biên giới với tàu cộng vào năm 79 đã chiến đấu cho hết đến hết đạn rồi bị quân xâm lược tàu cộng giết chết.
13 chiến sĩ biên phòng Ukraine đã chiến đấu để giữ hòn đảo Miniu và đã hy sinh khi quân Nga tấn công chiếm đảo. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của những người lính biên phòng của cả Việt Nam và Ukraine. Các anh đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trước quân xâm lược để bảo vệ Tổ quốc. Nhưng dù sao các anh cũng còn hạnh phúc hơn 64 chiến sĩ gạc ma. Các anh còn được bắn vào quân thù, các anh còn được phép chiến đấu vì Tổ quốc. Và sau đây là bình luận của nhà báo Nguyễn Thông đang trên trang Facebook cá nhân vào ngày 26 tháng 2 về những con ký sinh trùng của xã hội Việt Nam ngày nay. Mời quý vị cùng chia sẻ. Có loại hình nhân gọi là phỏng. Trong đời sống giữa miền Bắc có loại hình nhân gọi là phỏng. Thợ khéo lấy đất sét nặn nên hình người theo kiểu dáng của ai đó, đem nung lên thành phỏng sành, có khi to bằng người thực. Phỏng nào mang hình dáng quan, đội mũ cánh chuột, mặc áo đại trào, chân dựng dày thêu, ngồi hoặc đứng yên uy thì gọi là ông phỏng. Hạng phỏng đẳng cấp này thường được thờ ở đền đình lăng nhận hương khói của bá tính. Khổ nỗi, phỏng có thiên máy đi chăng nữa cũng chỉ là phỏng. Với đời với thế sự, phỏng là thứ vô tác dụng. Cho thế mà cụ Tàng Nguyên Nguyễn Khuyến từng chu chát lột trần thực chất của phỏng. Ông đứng làm chi đó, hỡi ông trơ trơ như đá, vững như đồng, đem ngày gìn giữ cho ai đó non nước đầy vơi có biết không. Xưa nay nhân gian bất cứ thời nào, nước nào, thể chế nào, ngoài những con người đóng góp cho đời thì cũng đầy phỏng. Bộ máy càng phình to càng lắm phỏng. Xứ An Nam này chẳng hạn, chính quyền, nhà nước, đảng, mặt trận, các đoàn thể, hội hiết, cánh tay nối dài, nối ngắn, cung cấp cho xã hội những rừng phỏng nhạt nhẽo vô tích sự. Khổ nỗi phỏng ấy không phải phỏng sanh mà là phỏng thịt, không ngồi trên bệ thờ hoặc đứng trong đền mà chia nhau ngôi vị từ trung ương xuống địa phương. Làm thì như mèo mửa nhưng ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo. Dân chúng chỉ gánh đóng phỏng ấy cũng đủ gãy mẹ nó vai. Ông hàng xóm nhà tôi cười bảo chúng nó có mặt phỏng khối, chúng ăn tàn ăn mạc, đất nước này còn hơn sói đói. Vậy nhưng chúng vẫn bắt người ta hương khói, bắt phải nghe chúng sửa chúng tru. Thôi, bàn về đám phỏng thịt đó, có mặt quanh năm suốt tháng chả nói hết. Chỉ xin nêu cụ thể mấy con phỏng sành qua vụ xứ Ukraine bị thằng Putin xâm chiếm. Vừa rồi là một ý kiến cộng đồng mạng, tiếp nối chương trình là một những vấn đề quan ta. Mở đầu là phím luận của tác giả Nguyễn Doãn Đôn có tựa đề Tuổi thọ của Đảng đang trên trang Facebook cá nhân vào ngày 9 tháng 2. Mời quý vị cùng chia sẻ. Tuổi thọ của Đảng. Những yếu tố quyết định đến sự ra đi của Đảng, theo nhận định chủ quan của tôi, thì Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không còn trụ thọ được bao lâu nữa, mặc dù giờ đây vẫn sống trơ ra đó. Nhưng thực ra đã chết lâm sàng rồi, vì phần hồn có còn đâu. Nó mất từ khi Đảng làm cho dân kinh, dân ghét. Tôi tạm liệt kê ra 4 nguyên nhân làm Đảng Cộng sản Việt Nam phải ngậm ngùi ra đi không kèn không trống. Là thứ nhất, do niềm tin đã mất. Qua gần 100 năm, người dân Việt dưới sự lãnh đạo của một đảng duy nhất, thì giờ đây họ đã tỉnh ngộ và chán ngấy. Nhờ công nghệ truyền thông phát triển như vũ bão nên người dân tiếp cận được rất nhiều luồng thông tin khác nhau. Vì thế mà trí tuệ họ được mở mang và nâng cao lên một tầm mới. Hơn nữa, thực tế trong các xã hội mà họ đang phải sống đã chứng minh họ, cho họ biết rằng nhà nước sinh ra đảng là để họ phải nuôi thêm một bộ máy còn kềnh, đồng hơn cả quân nguyên và mong cộng lại. Chứ đảng chẳng giúp gì cho họ được. Ví dụ rất rõ là như vụ chạy Covid từ Nam ra Bắc, đảng đã để họ sống chết mặc bay. Vụ đảng bắt dân phải dùng kit test đểu với giá cắt cổ, vụ giải cứu với cái vé máy bay cao ngất tầng mây tới 5.000 euro đến 6.000 euro một lượt. Đó là những công lao trời biển của đảng yêu thương, vẫn còn nóng hổi đó. Chứ chúng ta chưa dám động đến vong linh cụ Kình với vụ đồng tâm hất lên ngược dòng lịch sử tới cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm hay cái gọi là nhóm chống đảng. Thế thì những thành tích lớn lao đó của đảng, dân ta đã thừa hiểu tất cả. Dân hận vì đảng đã lừa gạt, dụ dỗ, mua chuộc và mong mị họ suốt bao nhiêu năm trời. Thế nên, giờ đây phần lớn người dân không còn tôn trọng đảng nữa, mà họ đã coi thường và đang chuyển dần sang lòng căm thù. Mà đảng thường ví là đảng với dân như cá với nước. Cá giờ tách khỏi nước thì phải ra đi, chứ sao? Thứ hai, do nội bộ đảng chia rẽ, sự khủng hoảng, tình đồng chí sẽ không có cách gì hàn gắn được. Tình đoàn kết trong đảng không còn, thậm chí ngày bè phái cũng không phải lúc nào cũng thuận. Lớp người lớn tuổi hạ cánh an toàn, họ có vị còn đang đương chức có tài sản hơn rất nhiều so với lớp đảng viên cán bộ mới lên nắm quyền. Nên tuy họ cùng đồng chí nhưng không đồng tài sản và đồng biệt phủ, sinh ra bị tị ghen ăn, tìm cách trù dập lẫn nhau. Một số thành phần khác tiến bộ thì đã nhận lấy đường lối độc tài sẽ làm cho danh của họ xấu đi. Họ muốn làm người lãnh đạo ở thể chế dân chủ để tên tuổi họ sáng láng và xính danh hơn. Số này là những người có tài và cũng đang còn trẻ.
Lớp này họ đã thấy lớp cha chú là cán bộ đảng viên bị dân chửi bới nhục như thế nào. Khi về hưu, đi cúi mặt xuống nhà làng trên xóm dưới mắng chó chửi mèo ra sao. Họ phải sống trong lòng son các tí cổ độc bất hạnh như thế nào. Bất hạnh ngay với chính cả những thành viên sống trong cái lòng son đó. Bởi bị quả báo, thì cho dù lễ bái, cầu xin, gia giết thế nào, trước sau cũng không tránh khỏi. Lớp trẻ lên làm quan, họ không muốn thế. Sống như thế thì khác gì con trộm, con cáo trong cái hang vàng. Thứ ba là do cái cọc giúp cho ốc bám ngày một mục ruỗng. Cái cọc đó chính là Đảng Cộng sản Tàu. Chúng ta biết rằng hiện nay Việt Nam ta có hai phe khá rõ ràng, phe theo Tàu Cộng và phe theo tự do, dân chủ phương Tây. Phe theo phương Tây phần lớn là những người dân thấp cổ bé họng, phe này rất đông đảo nhưng chả có quyền gì ngoài cái quyền con người và quyền biểu tình thì đều bị cắt mất. Phe này không muốn có tự do, dân chủ, muốn có cuộc sống dân sinh như Mỹ, như các nước châu Âu và phương Tây. Phe theo Tàu Cộng số lượng rất ít ỏi, nhưng quyền lực lại rất cao. Tuy họ cùng phe, nhưng họ theo với nồng độ đậm đặc khác nhau. Tùy theo trình độ nhận thức và quyền lợi về cái tôi của từng cá nhân trong phe này. Những đối tượng nắm quyền cao trong đảng là những người trung thành với phe này nhất, vì mất đảng đồng nghĩa với án tử hình đến với họ. Nhưng vì họ biết phe kia, phe nhân dân ghét Tàu ra mặt nên họ không dám như ngày xưa xung xoe bợ đỡ, cúi đầu để thổ lộ cho công chúng biết nữa. Nên đành ngậm ngùi, trót đã khen chè Tàu ngon rồi, thì đành để tạm đó, đợi thời cơ, gặp may thì khen tiếp. Chứ thực ra trong thâm tâm họ muốn khen nhiều nhiều nữa, nhưng há miệng ra mà để vơ lên mặt báo hay màn tivi á là thế lực bất hảo, họ sẽ có cớ để mà ném đá đầy sân Ba Đình luôn. Cọc cho ốc bám vào càng chắc thì Đảng Cộng sản Việt Nam càng mạnh mồm. Sự phản đối của dân với đảng càng bị đảng đàn áp và cho vô hiệu hóa. Nhưng cọc mà yếu thì Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ như là trên đe, dưới búa. Đảng Cộng sản Việt Nam thực ra lâu nay như một anh chàng trong gánh xiếc, cầm cái sào làm bằng ní nhuận đi trên dây vậy. Miễn là làm sao, đầu này là tập, đầu kia là dân. Điều chỉnh sào làm sao cho thân mình không rơi xuống là được. Gặp tập thì ta khen chè Tàu ngon hơn chè Việt Nam. Gặp dân thì ta khen mặt trời đang tỏa sáng trên đầu Việt Nam. Hay chưa có bao giờ đẹp như ngày hôm nay. Rất buồn cho đảng ta là tương lai của Đảng Cộng sản Tàu sẽ không còn thuận buồm xuôi gió và sáng ngời như trước nữa. Con đường mơ mộng, con đường tơ lụa để vươn lên làm bá chủ của tập đã bị đang bị chặn lại. Châu Âu, phương Tây và Mỹ họ đã nhận ra sai lầm của họ. Họ biết mấy chục năm qua họ đã nuôi ông tay áo như thế nào để nguyên họ còn mê muội thêm thời gian nữa mới nhận ra. Nhưng qua vụ corona Vũ Hán mà họ đã thức dậy sớm hơn một chút, họ không còn hoài nghi gì nữa về anh chàng mà họ nuôi béo mú qua WTO, qua nguồn vốn FDI, ODA này nữa. Giờ phải xem xét, cắt giảm và duyệt lại. Nên Tàu Cộng cũng gặp khó khăn hơn ngày xưa rất nhiều trong việc tiếp xúc nguồn vốn. Thêm vào đó, châu Âu đang ra sức xúc tiến phát triển ngành công nghiệp nhẹ. Họ đang nỗ lực xây dựng, kiến thiết đầu tư của các nhà máy sản xuất những mặt hàng thiết yếu cho dân của họ, để ngày càng không bị lệ thuộc vào nguồn hàng rởm đến từ châu Á. Rồi họ dồn vào thế bí là không mua thì không có cái dùng. Như thế là đồng nghĩa với ngành công nghiệp nhẹ vốn là mũi nhọn của Tàu Cộng sẽ tự phải thu nhỏ hoặc teo đi. Dân Tàu đang có công ăn việc làm, giờ thất nghiệp, đói ăn, sinh ra loạn lạc, thì hỏi rằng cái ghế của Tập có còn yên cho. Cái ghế của ông Trọng cũng là từ cái ghế copy của ông Tập mà ra, hay nói đúng hơn là phụ thuộc vào cái ghế của Thiên Triều. Nhưng đáng tiếc là cả hai ông làm vương Đức Bắc mà làm quan phương Nam đã không tỉnh táo để nhận ra rằng thế giới phẳng ngày nay thì có khi cái ghế của các ông muốn yên vị nó không nằm trong tay các ông quyết. Hay thậm chí cũng không nằm trong tay người dân của nước các ông quyết, mà nó còn nằm hay phụ thuộc vào cả trong tay những người yêu chuộng tự do, dân chủ trên hành tinh nữa. Hàng Tàu hay hàng Việt rồi đây sang châu Âu, sang Mỹ và kể cả sang châu Phi sẽ càng ngày càng khó khăn, chật vật hơn, bởi họ cũng tự cung tự cấp được, hoặc có nguồn hàng từ các nước khác uy tín hơn chào mời. Đức giờ đây đang khôi phục lại rất nhiều nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ con và hàng dân dụng. Máy in 3D ấn nút một nhát là in ra bao nhiêu là xe hơi, nhựa, trẻ cưỡi, cưỡi chơi, vừa không độc hại lại bền. Các nước châu Âu mấy tháng qua chỉ thích đặt mua hàng khẩu trang của Đức nên hàng Tàu mất cửa và sẽ còn mất nhiều. Một khi mà người mua hàng thấy bản chất người bán loại xấu và hàng của họ bán cũng mang chất lượng xấu thì hỏi rằng giữa cung và cầu làm sao mà thực hiện được. Đến lúc đó Trung Quốc là anh, Việt Nam là em. Anh không bán hàng được sẽ đói, cọc sẽ đổ. Thằng em là ốc, hỏi bám vào đâu. Nếu rơi xuống bụng đen không bám được nữa thì thằng em có bị thằng anh quốc rơi may vào đít, may mắn là mày hư không? Thứ tư, do khối chống lại độc tài càng ngày càng liên kết chặt chẽ với nhau thành một khối vững chắc, các ngày gần đây cho ta thấy rất rõ thái độ của các nước phương Tây đối với Thế vận hội được tổ chức tại Bắc Kinh. Gần 4 tỷ đô la Tàu Cộng chi ra nhưng kết quả thu được là một sự đắng cay.
Bởi con người bây giờ khôn ra rồi, họ không còn tin vào sự tô hồng của độc tài nữa. Họ lại cứ muốn tò mò nhìn vào mặt trái của cái mặt được tô hồng ấy cơ. Nhiều quốc gia tẩy chay ngoại giao Thế vận hội như là Mỹ, Anh, Canada, Úc, Litauen, Kosovo để phản đối chính quyền độc tài Bắc Kinh đã xâm phạm thô bạo vào quyền con người và cả việc che giấu thông tin để lây lan đại dịch corona ra khắp trái đất. Thế giới xem ngày khai mạc tại sân vận động mang hình tổ chim ở Bắc Kinh thì người ta cười khẩy nhiều hơn là trầm trồ khen ngợi. Bởi nó như là một ngày đại hội tàu cộng vậy. Cờ và lính Trung Cộng dương dương tự đắc khuếch trương rực một góc sân vận động. Hình ảnh này đã gây ác cảm, làm mất cảm tình, nó không gần gũi để thu hút được nhân tâm nữa. Có chăng chỉ cho riêng dân tàu cộng? Sự kiện tại biên giới Ukraine hiện nay cũng đang cho chúng ta thấy rất rõ hàng ngày rằng các nguyên thủ trong khối NATO và châu Âu họ hợp đồng binh chủng nhắm vào Putin một cách chăm chú như thế nào. Họ vẫn quân tử ngồi đàm phán và điện đàm công khai với Nga Hoàng, nhưng với thái độ rất cứng rắn. Putin không thể đùa giỡn với họ được. Họ đang ở thế chủ động nắm gần Putin, chứ không phải Putin nắng họ. Mặc dù muốn lắm để chống lại sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga, thì châu Âu đang ráo riết đầu tư phong điện, năng lượng mặt trời và thủy điện. Ngoài ra, họ vẫn còn tạm duy trì một số nhà máy điện nguyên tử. Họ có thể cho chết ngay đường dẫn khí từ Nga sang làm Nga mất nguồn thu nhập. Trong trường hợp xấu nhất, họ sẽ vận chuyển hơi đốt nhập từ Mỹ sang, tuy xa nên đắt hơn một chút. Tôi đã thấy họ đang xây lò chứa khí lỏng phòng xa rồi chứ không như ta. Nước đến chân mới chạy. Chứ bao giờ tôi thấy khối NATO, phương Tây, châu Âu cùng Mỹ đoàn kết và nhất trí cao như bây giờ. Tất cả họ đều hướng mũi nhọn tới đối thủ đầy nguy hiểm, trước hết là Tập và sau là Putin. Putin chưa dám tràn qua biên giới sang Ukraine, nhưng nếu tràn sang mà Tập ủng hộ cử suý thì Mỹ cũng đã đe sẵn rồi. Hãy giờ hồn. Từ đó mà chúng ta thấy rằng xu hướng của nhân loại là loại bỏ độc tài. Thế thì những nước không tên tuổi theo voi ăn bạ mía, trong đó có cả đảng mình, thì tồn tại sao đặng? Chí phèo như anh cu ủng thì họ chưa thèm chấp, mà họ phải tập trung trị những anh to voi trước đã. Một khi voi to tiêu tùng rồi thì voi tép kia chỉ cần một làn gió nhẹ hao may, chỉ cần đụng đến chúng cũng lăn ra. Đó cũng là nguyên nhân tại sao Trump đừng đừng một đấng trượng phu bằng tay chắc nịch như vậy lại đi bắt vào bàn tay của ủng, nhũng như bún và cười khen ngoan. Bởi Trump biết rằng thông minh là phải bắt tay với thằng chí phèo, xây xòa với Putin để đập tập trung vào đánh tập trước đã, rồi sau đó tỉa bọn kia sau. Thậm chí đến lúc ấy thì anh chàng ủng chả cần tỉa thì anh cu cũng lăn đùng ra vì hoảng. Đó là bốn nguyên nhân mà theo quan điểm nhìn nhận phiến diện chủ quan của tôi, nó sẽ quyết định và liên quan rất mật thiết đến tuổi thọ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mời các bạn vào cùng tranh luận. Và sau đây, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị bài thời sự có tựa đề Du lịch Việt Nam hậu cấm tàu, câu chuyện đau đầu của tác giả có bút hiệu, viết từ Sài Gòn, đăng trên trang blog AFI vào ngày 27 tháng 2. Mời quý vị cùng chia sẻ. Du lịch Việt Nam hậu Covid, câu chuyện đau đầu. Nói du lịch sau cúm tàu là câu chuyện đau đầu, hình như có nói bớt, nói giảm đi một chút, mà phải nói là nền kinh tế Việt Nam sẽ là câu chuyện đau đầu. Nhưng điều này sẽ biểu hiện rõ nét nhất ở du lịch bởi ba yếu tố: hành sự của chính quyền, tâm tính nhân dân và kinh tế chết lâm sàng. Ở khía cạnh thứ nhất, hành sự của chính quyền nói ra nghe có vẻ như đang nói ngược. Nhưng trong các lý do chính để khách du lịch chọn đến Việt Nam, ngoài yếu tố cảnh quan đẹp, thức ăn và dịch vụ lưu trú rẻ, sống thoải mái, có lẽ yếu tố quan trọng nhất khiến người ta chọn đến Việt Nam lại là quốc gia độc tài. Bởi không có gì thú vị hơn khi bạn đang sống ở một quốc gia tự do, dân chủ, văn minh với đầy đủ sự tiến bộ. Bạn bỏ một ít tiền, mua vé để trải nghiệm đời sống, trải nghiệm lịch sử, văn hóa trên một đất nước mà ở đó mọi ngóc ngách đều bị chi phối bởi thứ chủ nghĩa vốn đã bị thế giới văn minh vứt vào sọt rác từ rất lâu. Bạn vừa trải nghiệm cảnh quan, văn hóa lịch sử, lại vừa thực chứng một thứ chủ nghĩa vốn đã thành đồ cổ, hiện đang hiện hữu trước mặt bạn. Và trên hết, bạn được đối xử như một ông vua so với dân bản địa. Bạn được bảo đảm an ninh và có vẻ như an ninh luôn ưu ái bảo vệ bạn. Nhưng đó chỉ là câu chuyện của ngày hôm qua. Mà nói là hôm qua nhưng cũng hơi lâu rồi chứ chẳng mới mẻ gì. Bởi từ ngày ngành du lịch phát triển phi đại, lượng khách quốc tế liên tục kéo đến Việt Nam thì dường như vấn đề an ninh cho du khách không còn được coi trọng. Tuy chưa có những xúc phạm, xâm hại đến khách nước ngoài quá mức, nhưng cũng không ít khách du lịch cảm thấy Việt Nam không còn an toàn. An ninh bản thân bị đe dọa và bị lừa nhiều thứ, từ phòng khách sạn, dịch vụ cho đến vấn đề trộm cắp. Cái hấp dẫn của việc chọn du lịch Việt Nam nằm ở chỗ bạn được trải nghiệm trên quốc gia độc tài có vấn đề chính trị hết sức nhạy, nhưng bạn được bảo vệ tốt. Một khi bạn không được bảo vệ, bạn chẳng còn tha thiết với việc chui đầu vào một đất nước đang ngày càng lộn xộn và nguy hiểm cho bạn.
Hiện tại du lịch Việt Nam hầu như không còn an toàn nữa, nghĩa là chính quyền sau khi vắt cả những gì cần vắt từ du lịch, họ bắt đầu thả lơ về an ninh cho khách tham quan. Đáng sợ hơn nữa là sự thiếu kiểm soát, lơ là và ủ ơ của chính quyền địa phương trước các tiêu chuẩn về an toàn du lịch. Vụ việc cháy tàu trên vịnh Hạ Long nhiều lần, lật tàu chìm tàu du lịch trên các tuyến biển, mới đây nhất là lật tàu ở biển Cửa Đại trên tuyến du lịch Hội An, Cù Lao Chàm, Quảng Nam, cho thấy tiêu chuẩn an toàn bị chính quyền địa phương bỏ quên, hiếm khi kiểm soát và khi có việc đáng tiếc thì luận điệu chung vẫn là tuyến du lịch này an toàn. Đây là trường hợp đáng tiếc hy hữu cá biệt. Các tiêu chuẩn an toàn đã bị quy đuổi bằng phong bì giữa người làm du lịch và cán bộ chuyên trách đã nhanh chóng trở thành một thứ tai ương treo lơ lửng trên đầu khách du lịch khi đến Việt Nam. Và sự nguy hiểm càng rõ nét hơn khi nói về tâm tính đại bộ phận nhân dân. Dường như khó có nơi nào mà người ta có thể nhiệt tình hết mức, tình cảm hết mức để rồi qua loa chiếu lệ, cẩu thả hết mức đối với khách du lịch như Việt Nam. Hay nói khác đi, đại đa số người làm du lịch Việt Nam đều có cách săn đón rất nhiệt tình bề ngoài. Đại bôi cho được việc nhưng bên trong lại ngấm ngầm máu phản trắc bội bạc. Sự phản trắc bội bạc này nằm trong máu huyết, trong căn tính có vẻ rất kỳ cục của một dân tộc. Có nghĩa là sự nhiệt tình của đại bộ phận làm dịch vụ du lịch đều có tính thực dụng và nói sâu xa hơn là tầm thường, lợi dụng niềm tin của khách hàng, thậm chí là trí trá. Khi cần thì đón đã xuân xoe, khi đủ no, đủ thu nhập thì trở mặt, coi thường khách hàng. Đó là mẫu số chung trong tính cách của hầu hết người làm du lịch tại Việt Nam. Chính vì tính cách này nên có nhiều trường hợp khách du lịch đến Việt Nam từ 10 năm, 20 năm trước rất thích thú. Họ tự nhủ nhất định phải quay trở lại thăm Việt Nam bằng được khi có dịp. Thế rồi, khi quay trở lại trước sự choáng ngợp về hình thức và các dịch vụ ngày càng có vẻ hiện đại này, người ta trở nên thất vọng, tiếc nuối vì đã chọn quay lại Việt Nam. Bởi mọi thứ đều có gì đó giả tạo, thiếu tình cảm của con người và Việt Nam trở thành cái máy chém vào túi tiền khách từ bao giờ. Dường như đi bất kỳ đâu cũng vậy, sư đãi bôi và xuân xoe bề ngoài khi bạn dám vung tiền nhưng liền sau đó khi lấy được tiền của bạn xong có sự trở mặt rất rõ. Hoặc giả khi biết bạn có ít tiền, thái độ của người làm du lịch trở nên tệ hại và kỳ cục. Điều này không phải do cung quá nhiều và cầu thiếu hụt, hoàn toàn không phải vậy. Bởi du lịch Việt Nam hiện tại như trong hòa đua nở, nhà nhà làm du lịch, người người làm du lịch, người thợ làm nhang cũng biết cách thu hút khách đến chụp hình ở chỗ mình và tham gia diễn để lấy tiền của khách. Người bán vé số, bán trái cây, dạo, bán bánh mì hay bất kỳ người bạn nào bạn bắt gặp trên đường với hình ảnh lạ, đẹp hoặc bắt mắt một chút, bạn dừng lại chụp hình, họ sẽ yêu cầu bạn trả tiền mẫu. Rất hiếm ngồi không đòi tiền hoặc không phàn nàn khi bạn chụp hình. Mọi thứ đều diễn để lấy tiền. Chính vì vậy, bạn sẽ mau chóng chán chường khi chọn du lịch tại Việt Nam. Dường như nụ cười hồn hậu, dễ thương và ấm áp của người Việt đã vắng bóng. Thay vào đó là nụ cười diễn, cười có mục đích và sẵn sàng cười cho dù tâm trạng chưa chắc đã vui. Sự mất tự nhiên này dường như diễn ra khắp mọi nơi, bởi nó có chung một động cơ. Kiếm tiền, moi cho được tiền từ túi khách. Đó là chưa nói đến những làng quê vốn từng nổi tiếng với các loại trái cây đặc sản địa phương có vị thơm ngọt riêng, rất đặc trưng, đã lừa khách bằng những loại trái cây đặc sản mua từ nơi khác về, không ngoại trừ trái cây và hàng hóa tàu. Điều này gây tổn thương không nhỏ đến văn hóa du lịch, với đặc tính tâm tính dân tộc hết sức bi đát như vậy trong con mắt du khách nước ngoài và cả du khách trong nước. Cộng thêm tình hình kinh tế bất ổn, kiệt quệ sau đại dịch cúm tàu, dường như ngành du lịch Việt Nam có chung một tâm lý là hốt vội, lùa vội để gỡ vốn, để thoát chết. Mọi tiêu chuẩn về an toàn du lịch gần như không được chăm sóc, nạn chặt chém giá cả ở khắp mọi nơi, thậm chí hành hung khách nếu như khách lên tiếng thắc mắc về sự bất minh giá của các quán. Văn hóa du lịch xuống cấp trầm trọng và đáng sợ hơn là tình hình kinh tế ngày càng đi xuống, giá xăng tăng, giá điện có nguy cơ tăng, giá gas cũng tăng. Mọi thứ dịch vụ nền đều tăng như vậy khiến cho chi phí nền đội lên cao. Đây là cái cớ để người ta tùy tiện nâng giá mọi thứ, nhưng quan trọng nhất vẫn là sự quản lý hết sức âu ơ của cơ quan chức năng. Bởi hầu như mọi hoạt động từ lúc dịch bùng phát đến nay, tất cả những gì có liên quan đến những con cá mập kinh tế đều có gì đó bất thường, thậm chí gian manh, đạp lên đời sống sinh mạng và sức khỏe của nhân dân để làm giàu. Điều này vô hình trung tạo ra làn sóng tiêu cực khắp đất nước, làn sóng bất chấp, sẵn sàng đạp qua lương tri để làm giàu, kiếm tiền hoặc gỡ vốn sau khi tốn quá nhiều loại chi phí cho quỹ đen của giới quan quyền. Vấn đề này sẽ dẫn đến hệ lụy nền kinh tế đã sẽ kiệt quệ, càng kiệt quệ hơn và sự hỗn loạn càng phát triển khắp các lĩnh vực kinh tế đang chết lâm sàng. Nếu cả chính quyền và người dân không kịp thời chấn chỉnh tâm lý, coi lại văn hóa và tiếp tục hành xử theo kiểu thực dụng, bất chấp như hiện tại, có lẽ một lúc nào đó Việt Nam sẽ bị du khách, du lịch lắc đầu, thậm chí biểu môi rằng du lịch Việt Nam chỉ có chơi với dế là hợp. Có lỗi tâm tính dân tộc cũng như sự quản lý có trách nhiệm của chính quyền sẽ quyết định sự sống còn của ngành du lịch nói riêng và các lĩnh vực kinh tế nói chung.
Thật là khó hình dung tương lai sẽ ra sao với thực trạng quá thê thảm như hiện tại. Tiếp nối chương trình Những vấn đề quanh ta hôm nay, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị thính giả phím luận của tác giả Cảnh Lê về việc nên hay không nên quan tâm đến những biến động trong cuộc sống. Đăng trên trang Facebook cá nhân vào ngày 25 tháng 2, mời quý vị cùng chia sẻ. Chiến tranh, chính trị, quan tâm làm gì? Hôm qua lớn ngớ chạy xe vô cây xăng kêu đổ đầy bình và cái kết là 250.000 đồng. Thay vì trước giờ khoảng 200.000 hoặc thấp hơn nữa nếu trong bình vẫn còn xăng. Chợt nhớ ra là xăng đang tăng giá hậu dịch do các ngành nghề đã hoạt động trở lại và thêm một lý do nữa là cuộc chiến ở Ukraine. Cuộc chiến ở tận Ukraine xa xôi, mắc mớ gì tới mình, quan tâm làm gì, mắc mớ chứ sao không. Trước mắt là xăng tăng giá tốn thêm 50.000 đồng. Mà thôi, chuyện nhỏ, bằng một hai ly cà phê thôi, đáng gì. Nhưng những người hành nghề xe ôm, shipper thì sao? Rồi các doanh nghiệp vận tải, rồi các nhà máy sản xuất, rồi tàu thuyền ra khơi đánh cá, rồi xe công nông chở rau củ. Tất tần tật đều chịu ảnh hưởng. Từ những thị trường chứng khoán đỏ sàn hay dự án địa ốc đóng băng trị giá hàng tỷ đô, tới một bà nội trợ đi chợ mua bó rau, mớ cá mắc hơn vài đồng cũng đều bị ảnh hưởng. Giống như một đám cháy nhà ở xa lắc xa lơ, ngút mắt, nhìn có khi còn không thấy cột khói nào nhưng có ảnh hưởng không? Hãy tìm đọc về hiệu ứng domino hay hiệu ứng cánh bướm. À, chuyện xa xôi này cũng rất quan trọng. Hôm nay, Nga có thể đưa quân đội xâm nhập vào lãnh thổ ly khai nào đó của nước láng giềng Ukraine để bảo vệ Nga Kiều. Thì ngày mai, biết đâu, tàu cũng có thể đưa quân giải phóng xâm nhập vài đặc khu nào đó của nước có chung đường biên giới để bảo vệ tàu Kiều. Thực chất hay danh nghĩa đâu cần biết. Chiến tranh cần một cái cớ nghe có vẻ hợp lý và hợp tình. Nhiều khi khác xa hoặc ngược hẳn với bản chất. Có cần phải quan tâm chuyện chính trị không? Tiếp nối chương trình hôm nay là một nhân vật sự kiện với bài viết của tác giả Phạm Minh Vũ về Volodymyr Zelensky, Tổng thống Ukraine, đăng trên trang Facebook cá nhân vào ngày 26 tháng 2. Mời quý vị cùng chia sẻ. Vinh quang thuộc về Ukraine. Zelensky sinh năm 78 tại Kryvyi Rih, có cha mẹ là người Do Thái. Cha của ông Oleksandr Zelensky là một tiến sĩ khoa học, giáo sư trưởng khoa tin học và công nghệ thông tin tại Viện Kinh tế Kryvyi. Mẹ của ông Rima Zelenska là một kỹ sư. Sau này, khi bị cha cấm đi du học tại Israel, thì ông theo học ngành luật và tốt nghiệp tại Viện Kinh tế Kryvyi và Trường Đại Danh Tiếng Kinh tế Quốc dân Kyiv. Sau này, Zelensky không theo đuổi ngành luật mà dấn thân vào showbiz, làm diễn viên rồi đạo diễn. Cả đời, ông nói chung mang nhiều tiếng cười đến cho dân Ukraine. Nhưng bước ngoặt lớn nhất cuộc đời là tháng 12 năm 2018, ông tuyên bố ứng cử vị trí tổng thống. Bỏ qua hào quang nổi tiếng từ một người ảnh hưởng tới công chúng nhất dư quan trong ngành điện ảnh. Lý do vì sao ông muốn làm tổng thống đơn giản là vì đất nước của ông lúc bấy giờ rơi vào loạn ly, chính phủ đương quyền hoàn toàn vô dụng. Để lãnh thổ chủ quyền bị mất vào tay Nga, nhà cầm quyền lúc đó đã làm phiền lòng đến nhân dân như tham nhũng ngày càng tăng. Nhân dân lầm than do y tế tệ hại, pháp luật không minh bạch. Sau khi thắng cử 73% số phiếu bầu vào năm 2019 và chính thức trở thành chính trị gia ở tuổi 41, trong bài phát biểu nhậm chức tháng 5 của năm 2019, ông đã có một bài phát biểu gây chú ý tới toàn thế giới khi bối cảnh Ukraine đang gặp nhiều thách thức trong nước và ngoại giao. Bài phát biểu nhậm chức ông đưa các mục tiêu tối quan trọng, đó là đòi lại từng phần lãnh thổ đã bị mất vào tay Nga và ngừng bắn ở Donbass. Ông kêu gọi người Ukraine ở khắp thế giới trở về nước để xây dựng quê hương, nếu ở Nhật đem công nghệ về, ở Thụy Sĩ hay đem sự thịnh vượng và hạnh phúc về cho Ukraine. Điều đặc biệt, ông kêu gọi sự đoàn kết khi một Ukraine đang bị chia rẽ và xung đột vì nhiều lý do. Trong bài phát biểu có đoạn, nhưng chúng ta sẽ vượt qua tất cả bởi mỗi chúng ta đều là người Ukraine. Chúng ta đều là người Ukraine, không phân biệt lớn nhỏ đúng sai. Từ Ugorod đến Luhansk, từ Chernihiv đến Simferopol, ở Lviv, Kharkiv, Donetsk, Dnipro hay là Odessa, chúng ta đều là người Ukraine. Chúng ta cần đoàn kết, sau tất cả đoàn kết mới khiến chúng ta mạnh mẽ. Điều làm chúng ta suy nghĩ nhiều hơn là ông kêu gọi quan chức, nếu ai không làm được thì hãy từ chức để nhường vị trí đó cho ai nghĩ về tương lai cho con em Ukraine, chứ không phải là nhiệm kỳ sau, chứ không phải là cái ghế đất xa xẻo đất nước bon rút tài nguyên. Điều làm tôi ấn tượng nhất trong bài phát biểu đó là ông kêu gọi quan chức đừng treo ảnh của ông trong phòng làm việc, mà hãy treo ảnh con cái của mình lên để khi ra một quyết định nào đó hãy nhìn vào mắt chúng. Khi mới nhậm chức, đất nước của ông, lòng người đã ly tán và chán ngán cảnh chính phủ làm tay sai cho Nga. Và nói lúc đó đất nước Ukraine rất khó khăn vì chia rẽ. Nhưng thật may mắn khi Ukraine lại có một vị tổng thống như ông. Và nhân dân Ukraine đã chọn Zelensky. Zelensky đã xây dựng một Ukraine mạnh mẽ trước gấu Nga phát xít. Và ngày hôm nay, vì sự cứng rắn của ông mà Nga quốc xã đã hoảng loạn.
và tên diệt chủng Putin đã xua quân tấn công, xâm lược Ukraine điên cuồng, bất chấp sát hại thường dân và đạp lên luật pháp quốc tế. Hôm nay đã sang ngày thứ ba, Nga quốc xã tiến hành xâm lược Ukraine bất chấp quốc tế lên án, nhưng mục tiêu của Putin bị phá sản khi Pu đòi uống vodka ở thủ đô Kyiv trong vòng 72 tiếng kể từ khi máy bay tiến vào lãnh thổ Ukraine. Và cho tới hiện tại, thương vong của Nga phát xít chưa thể kiểm chứng, nhưng phía Ukraine công bố cho rằng lính Nga bị nướng ở Ukraine lên tới hàng ngàn, xe tăng máy bay bị hạ hàng trăm chiếc. Kế hoạch của Putin bị phá sản là vì do tinh thần chiến đấu bất khuất và anh dũng của dân tộc Ukraine, khi nhiều người dân ở khắp nơi trở về Ukraine cầm súng chiến đấu trong đội vệ quốc. Là binh sĩ ôm đứa con, trao nụ hôn ly biệt để chiến đấu, là đôi vợ chồng trẻ cưới vội để cùng sát cánh bên nhau bảo vệ tổ quốc, là cựu tổng thống cũng cầm súng bảo vệ thủ đô, là một thị trưởng đã lái xe quân dụng để cùng chiến đấu với các binh sĩ. Và đặc biệt, Ukraine có một tổng thống đương nhiệm tuyệt vời. Sáng nay, chính phủ Mỹ đề nghị tổng thống di tản khỏi đất nước tới nơi an toàn, nhưng ông từ chối và trả lời một cách thẳng thắn rằng chúng tôi cần đạn chứ không cần chuyến đi. Và ông kêu gọi viện trợ vũ khí đến đất nước ông chống quân xâm lược Nga quốc xã. Mặc dù ông biết ông là mục tiêu số 1 của lính Nga cần tiêu diệt, nhưng ông không sợ hãi mà liên tục quay livestream lên mạng xã hội để củng cố tinh thần người dân. Và binh sĩ cầm chắc tay súng. Putin là tên diệt chủng, hắn ta đáng bị trừng trị không chỉ một tòa án quốc tế mà cả những người có lương tri. Nhìn tổng thống Ukraine luôn mặc quân phục để thị sát chiến sự mà thực sự mến mộ ông, một người có nhân cách và đáng tôn trọng. Đối lập với hình ảnh một tên tóc bạc lú lẫn già nua nước tôi đi không vững mà vẫn ôm chầm cái ghế tổng bí thư, suốt ngày nói về lý luận mà chính hắn ta không hiểu đang nói cái gì. Điều nhục nhã cho đất nước Việt Nam là có đám lãnh đạo cộng sản ăn hại và ương hèn. Khi giặc tàu xâm phạm chủ quyền lãnh thổ thì hắn ta lặng không sủi tâm còn mặt dày mà nói rằng đánh nhau thì liệu có ngồi đây tổ chức đại hội được không? Nghĩ về Ukraine có lãnh đạo không chỉ tài giỏi cứng rắn dám đường đầu chống Nga mà thật ngưỡng mộ Ukraine. Còn lãnh đạo xứ tôi chỉ ôm cái ghế rồi chạy sang ship mua quốc tịch cả rồi. Tôi không phục ông Zelensky và bày tỏ sự yêu mến đất nước Ukraine vì các ông không bỏ rơi đất nước mà sát cánh chiến đấu để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của đất nước mình. Dù cuộc chiến kết thúc như thế nào đi nữa, ông và người dân cũng đã làm hết sức mình vì đất nước. Ông là người chiến thắng vinh quang thuộc về Ukraine. Tiếp nối chương trình hôm nay là một câu chuyện Việt. Thành Tâm gửi đến quý vị bình luận có tựa đề "Trong người lại nghĩ đến ta, nhìn Ukraine ngẫm ra nước mình" của tiến sĩ Mạc Văn Trang. Đăng trên trang Facebook cá nhân vào ngày 27 tháng 2, mời quý vị cùng chia sẻ. Putin, Tổng thống Nga đem quân đánh Ukraine, một nước độc lập có chủ quyền và yêu cầu hạ vũ khí đầu hàng thì sẽ đàm phán. Rõ là lý lẽ của kẻ mạnh. Dù với lý do gì, đây cũng là một cuộc chiến phi nghĩa không thể chấp nhận. Cuộc xâm lăng này có lẽ kết thúc nhanh thôi, nhưng nó gây ra chết chóc đau thương, tan phá cơ sở hạ tầng, phá hoại kinh tế, khủng hoảng xã hội không kể xiết. Nhưng nguy hiểm nhất là gây lòng hận thù sâu sắc giữa hai dân tộc láng giềng vốn từng là anh em, gây nên nỗi bất an cho cộng đồng thế giới. Từ cuộc Nga xâm lược Ukraine chớp nhoáng mà nhiều người cả dân Nga, Ukraine cũng không ngờ tới cho người Việt Nam ta bài học gì. Riêng tôi ngẫm ra đôi điều xin chia sẻ. Thứ nhất, lý do Putin đưa ra để tấn công Ukraine rất giống Đặng Tiểu Bình đưa ra để tấn công Việt Nam năm 79 nhưng còn tinh vi hơn. Putin tuyên bố chính quyền Ukraine là chính quyền phát xít khủng bố đe dọa Nga. Rồi Putin công nhận hai vùng Donetsk và Lugansk của Ukraine ly khai thành hai nước Cộng hòa độc lập và cấp hộ chiếu Nga cho cư dân hai tỉnh đó. Vậy là tạo cớ để tấn công Ukraine khủng bố dân Nga. Nhưng giới trí thức Nga chỉ rõ không có lời biện minh hợp lý nào cho cuộc chiến này. Những nỗ lực sử dụng tình hình ở Donbass như một cái cớ để phát động một chiến dịch quân sự không gây được bất kỳ sự tự tin nào. Rõ ràng là Ukraine không gây ra mối đe dọa cho an ninh của đất nước chúng tôi. Cuộc chiến chống lại Ukraine là không công bằng và nói thẳng thắn là vô nghĩa. Rất có thể kịch bản nào cũng được Tàu Cộng áp dụng với Việt Nam và các nước nhỏ yếu xung quanh. Vậy thì Việt Nam phải cảnh giác cao độ để không bị sa vào cái bẫy kịch bản phù tập. Thứ hai, nếu Ukraine hùng mạnh, Nga có dám tấn công? Sau khi Liên Xô tan rã, Ukraine là một cường quốc hạt nhân. Nhưng ngày 5 tháng 12 năm 1994, tại Budapest, các nước Nga, Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Mỹ đã ký bản ghi nhớ với Ukraine về đảm bảo an ninh cho Ukraine, để Ukraine từ bỏ vũ khí hạt nhân. Ukraine lúc đó là cường quốc hạt nhân thứ ba thế giới chỉ sau Mỹ và Nga. Lực lượng hạt nhân của Ukraine lớn hơn lực lượng hạt nhân của cả ba cường quốc Anh, Pháp, Tàu cộng lại. Ukraine sở hữu khoảng 1/3 kho vũ khí hạt nhân của Liên Xô, gồm 130 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa UN-100N với 6 đầu đạn hạt nhân mỗi tên lửa, 46 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RT-23 Molodets với 10 đầu đạn hạt nhân mỗi tên lửa, 33 máy bay ném bom hạt nhân hạng nặng, tổng cộng còn hơn 1.700 đầu đạn hạt nhân.
Ukraine tin tưởng vào cam kết của các nước lớn, mong muốn sống trong hòa bình. Nhưng đụng cái, tháng 2 năm 2014, Nga chiếm luôn bán đảo Crimea của Ukraine và sáp nhập vào Nga. Sau đó là chuyện Nga ủng hộ hai vùng ly khai vũ trang chống lại Ukraine, rồi tiến tới công nhận hai vùng ly khai là hai nước Cộng hòa độc lập, rơi vào thế yếu cô lập. Ukraine muốn gia nhập NATO với hy vọng được bảo vệ nhưng lại rơi vào thế kẹt thanh quân bài của các cường quốc. Trước cuộc xâm lăng tái thịt đè người của Nga, Tổng thống Ukraine Zelensky đơn độc giữa các quốc gia tuyên bố: "Vì vậy tôi sẵn sàng đàm phán cả ở các cuộc đàm phán song phương lẫn các cuộc đàm phán có sự tham gia của các nhà lãnh đạo khác. Nhưng tôi xin nhấn mạnh rằng đối với tôi, điều quan trọng nhất là chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Nhưng lời tuyên bố đó có nghĩa gì đối với những kẻ quan cậy mạnh hiếp yếu muốn bá chủ thiên hạ?" Và thì Việt Nam phải nhớ, đừng tin vào những lời hứa hẹn cam kết của mấy nước lớn mà phải tự mình hùng cường lên, đủ sức khôn khéo và sức mạnh đương đầu với mọi áp lực từ bên ngoài. Thứ ba, làm sao cho đất nước hùng cường? Đã có nhiều hiến kế rồi, tôi chỉ muốn nói thêm đôi điều. Một là Việt Nam theo đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ là đúng, nhưng làm sao thoát khỏi sự kìm kẹp chi phối của Trung Cộng, nhất là sự ràng buộc ý thức hệ giữa hai đảng Cộng sản, để thực sự độc lập, tự chủ, tự cường. Hai là phải cải cách thể chế, bộ máy quản trị đất nước phải tinh gọn, được tuyển chọn, tự do ứng cử, bầu cử, thu hút được nhiều người hiện tại. Thực tế cho thấy chế độ độc tài độc quyền khiến bộ máy nhà nước thối nát, xã hội suy đồi, những nhóm lợi ích lũng đoạn nhà nước khiến bao nhiêu nguồn lực bị tham nhũng, lãng phí, hủy hoại, làm đất nước nghèo nàn, tụt hậu, lông dân, oán thán, làm suy yếu đất nước. Giờ đây phải từng bước dân chủ hóa xã hội, trước hết là thực hiện đúng, đủ những điều ghi trong Hiến pháp 2013. Trên cơ sở một xã hội dân sự phát triển mạnh mẽ với có khả năng kiểm soát quyền lực, hạn chế bớt tham nhũng tiêu cực mới khuyến khích được những người thực tâm, thực tài tham gia vào việc nước, đưa ra được những chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội hợp lý, hiệu quả, phải tôn trọng các ý kiến nhau. Quan điểm khác biệt nhưng cùng chung ý chí về Việt Nam hùng cường có thể mới tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thực lòng, thực sự lớn mạnh. Hãy nghĩ xem, nếu không có phản biện quyết liệt và nhân dân rầm rộ biểu tình phản đối luật về ba đặc khu cho nước Tàu thuê 99 năm, thì giờ đây ba đặc khu Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc có khác gì ba nước Cộng hòa tự trị của nước bên kia biên giới? Rồi khi có chuyện gì thì người ta sử dụng kịch bản của Putin thật nhanh gọn, lúc đó luật gì thì cũng thuộc về kẻ mạnh. Vậy mà những người quyết liệt phản biện xuống đường biểu tình phản đối luật đặc khu bị đàn áp đổ máu, quy kết là phản động, là thế lực thù địch, trong đó nhiều người bị tù đày. Các hành xử sai lầm đó mới là nguyên nhân gây chia rẽ xã hội, làm suy yếu đất nước. Chính quyền phải phục vụ dân, phải khoan sức dân. Chính quyền hiện nay nhiều nơi là giặc nội xâm, gây oán thù cho dân. Tôi đã nghe một cựu chiến binh nói: "Giặc đến, tôi sẵn sàng cầm súng ra trận. Nhưng trước khi đi giết giặc, tôi phải bắn mấy thằng giặc nội xâm trước." Lòng dân như vậy thì sao nước mạnh được? Ba là phải củng cố quân đội. Quân đội ta từng rất hùng mạnh khi có ít tướng nhưng tiến sĩ một lòng. Khi nhân dân tự hào tin tưởng gửi con vào bộ đội, nay nhiều tướng tá và bậc nhất thế giới nhưng có mạnh, nay tướng sĩ có một lòng không, khi hàng loạt tướng tha hóa, thối nát phải cách chức, ra tòa. Nay nhân dân có yên lòng cho con vào bộ đội khi những lính trẻ tự chết một cách mờ ám như Trần Đức Đô, Nguyễn Văn Thiên, có vũ khí hiện đại nhưng sức mạnh tâm lý tinh thần mới quyết định, tướng sĩ một lòng mới giữ được nước. Việc củng cố quân đội phải làm mạnh mẽ, căn cơ, từ trên xuống, đến từng đơn vị cơ sở. Làm sao để nhân dân Trung Cộng cũng thức tỉnh lương tri như nhân dân Nga, đó là điều thứ tư. Ngay khi Putin ra lệnh tấn công Ukraine thì lập tức nhiều nhân sĩ trí thức nổi tiếng Nga đã lên tiếng phản đối cuộc chiến phi lý. Trong thư ngỏ của các nhà khoa học, Nga phản đối chiến tranh với Ukraine đã lên án mạnh mẽ cuộc chiến vô nghĩa. Có những cựu tướng lĩnh Nga lên tiếng phản đối chính sách phiêu lưu nguy hiểm của Putin. Đặc biệt, nhiều ngàn người đã biểu tình phản đối cuộc chiến này tại St. Petersburg ngay trong đêm 23 tháng 2. Nhớ lại cuộc xâm lăng của hơn 60 vạn quân Trung Cộng năm 79 xuất 6 tỉnh biên giới Việt Nam, có người dân Tàu nào lên tiếng phản chiến? Và thế giới có mấy nước lên tiếng phản đối cuộc xâm lăng và trừng phạt Tàu như họ trừng phạt Nga hiện nay không? Đây cũng là điều rất quan trọng phải tính đến, xem tại sao và làm thế nào để người dân Trung Cộng cũng như nhân dân thế giới lên tiếng ủng hộ chính nghĩa của Việt Nam. Nhiệm vụ chính của ban tuyên giáo đó lại không làm, đi nuôi đám du luận viên suốt ngày đêm, 24/24 rình mò, quy kết những người phản biện là thế lực thù địch. Xin chia sẻ vài điều còn nông cạn nhân tận đáy lòng, mong quý vị tiếp nối, nghĩ suy để cùng bàn, lo cho đất nước hùng cường, thoát khỏi cảnh ngặt nghèo. Tiếp nối chương trình là một bình luận thời sự với trích đoạn bài bình luận có tựa đề Nga NATO lo ngại về nguy cơ đụng độ hai phe có vũ khí nguyên tử của đài BBC, đăng tải vào ngày 26 tháng 2. Mời quý vị cùng chia sẻ.
Tin vào ngày 27 tháng 2, Tổng thống Nga nói ông đã ra lệnh cho quân đội đặt các lực lượng hạt nhân của họ trong tình trạng báo động đặc biệt để đáp lại cái mà Putin mô tả là sự hung hãn của NATO. Trước đó, trả lời báo chí vào ngày 24 tháng 2, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian xác nhận lời đe dọa của ông Putin được hiểu là Nga sẵn sàng dùng vũ khí nguyên tử. Trước đó, Putin nói ai đe dọa Nga sẽ lãnh hậu quả chưa từng có, khiến các báo châu Âu bình luận rằng đây là cách ông Putin cảnh cáo các nước ủng hộ Ukraine rằng Nga sẵn sàng dùng vũ khí hạt nhân. Bộ trưởng Le Drian nói vậy tuy đã trên kênh TF1 của Pháp rằng Nga cần biết NATO là một liên minh của vũ khí nguyên tử. Ông từ chối bình luận thêm về điều này. Dù đã nỗ lực tìm cách giảm căng thẳng ở Ukraine, Tổng thống Pháp Macron, người liên tục nói chuyện với Putin của Nga tuần qua, đã phải công khai lên án cuộc xâm lăng của quân đội Nga đánh vào láng giềng Ukraine. Trong NATO hiện có Pháp, Anh và Hoa Kỳ sở hữu kho vũ khí nguyên tử. Quốc vụ khanh chuyên về quân khí của Anh James Hippy đánh giá vào ngày 4 tháng 2 rằng để chiếm Ukraine, ông Putin sẵn sàng tung ra vũ khí nguyên tử chiến thuật. Tinh quân Nga chiếm gọn khu vực nhà máy điện hạt nhân của Ukraine trong cuộc đột kích từ Belarus, làm dư luận châu Âu lo ngại về một vụ rò rỉ như năm 86. Dù điều này không xảy ra, một số tờ báo Anh viết rằng giao tranh quanh Chernobyl gây ra nguy cơ các hầm chất chứa chất thải hạt nhân có thể bị hư hại. Với hậu quả khôn lường, dù viễn cảnh đối đầu bằng hạt nhân với Nga còn xa, việc hình thành chiến tuyến giữa Nga và các nước EU thuộc NATO đang gây lo ngại lớn cho dư luận Anh và EU. Trang Express ở Anh vào ngày 24 tháng 5 có bài nêu giả thuyết nếu xảy ra chiến tranh hạt nhân, thì các vị trí nào ở Anh sẽ bị hỏa tiễn xuyên lục địa mang đầu đạn nguyên tử của Nga bắn vào chỉ trong vài vòng là 20 phút. Đó là 9 căn cứ không quân, hải quân ở Flying Dales, Alconbury, Lakenhall, Middlehall, Groveton, Barford St. John, Devonport và Portsmouth. Căn cứ Groveton nằm giữa London và Birmingham là các khu vực đông dân cư nhất Anh, và quân cảng Clyde nằm cạnh các thành phố lớn ở Scotland. Đối đầu ở Portsmouth trong một tương lai khác hẳn chiến tranh lạnh, cùng lúc có ý kiến nói Anh cần chặn Nga ở xa thay cho chờ nguy hiểm tới gần. Tướng Anh Sir Richard Sureff, cựu phó tổng tư lệnh NATO, nói với kênh BBC Radio 4 vào ngày 25 tháng 2 rằng các lãnh đạo phương Tây đã quá chủ quan trước suy tính của Putin. Theo ông, quân Nga có ý định không chỉ chiếm toàn bộ Ukraine mà còn muốn tái lập một phiên bản của Liên Xô. Vì biên giới của NATO đây nằm ở các nước Baltic từng thuộc Liên Xô cũ nên Anh cần phải chuẩn bị đối phó với Nga tại đó. Dùng hình tượng từ Thế chiến thứ hai, tướng Sirif nói với đài BBC, điều quan trọng nhất đánh giá lại an ninh của chúng ta và coi tuyến phòng thủ bắt đầu không phải từ các vách đá trắng ở Dover, mà từ các khu rừng của Lithuania, Latvia và Estonia. Ông đề xuất để Anh tiếp tục tăng cường hỗ trợ quốc phòng cho các đồng minh NATO tại vùng Đông Âu và Baltic. Theo hiến chương của NATO mà Anh và các nước Ba Lan, Hungary, Slovakia, Lithuania, Latvia, Estonia đều là thành viên. Vụ tấn công vào một nước đồng nghĩa với tấn công vào cả khối và buộc mọi thành viên phải chia sẻ trách nhiệm phòng thủ. Viết trên trang Politico, giáo sư sử học Michael Kimmage cho rằng logic của ông Putin khi thế giới bước vào một thời kỳ mới tồi tệ hơn chiến tranh lạnh và vũ khí hạt nhân có thể được sử dụng. Putin có thể đang cân nhắc một kiểu chiến tranh mới với việc dùng các chiến dịch quân sự thuần túy, cộng thêm giả định rằng khi cần thì hỗ trợ bằng vũ khí hạt nhân hoặc lời đe dọa dùng vũ khí hạt nhân. Đây là bước tách xa hẳn các quy ước trong chiến tranh lạnh. Ông cũng nói tới viễn cảnh sẽ có xung đột Nga-NATO sau khi Nga chiếm Ukraine. Các cuộc nổi dậy ở Ukraine sẽ có hỗ trợ từ liên minh cùng ý chí của một số nước láng giềng, và Nga có thể phản ứng chống nổi dậy bằng cách đe dọa lãnh thổ các nước đó. Một số họ là thành viên NATO. Theo ông, sẽ không có bức màn sắt quay trở lại mà là những cơn xoáy sự kiện bất ổn trải dài từ Estonia tới Thổ Nhĩ Kỳ. Tiếp nối chương trình là một cuộc sống quanh ta. Thanh Tâm gửi đến quý vị bình luận có tựa đề "Có phải trục ác mới đang dần lộ diện?" đăng tải vào ngày 6 tháng 2 của ca sĩ Tuấn Khanh, đăng trên trang Sài Gòn Nhỏ. Kính mời quý vị cùng chia sẻ. Có phải trục ác mới đang dần lộ diện? Trong khi máu và đổ nát đã diễn ra ở Ukraine dưới bánh xích xe tăng của Nga, thì rõ ràng Bắc Kinh đang im lặng quan sát cách phản ứng của thế giới còn lại và chuẩn bị cho mình những thủ pháp mới. Vì Tổng thống Putin leo thang quân sự ở Ukraine đã làm lộ diện một người bạn đường quan trọng là Trung Cộng. Người ta nhìn rõ ràng trong sự kiện binh biến tầm quốc tế này đã có sự rỉ tai rất thân thiết giữa Putin và Tập Cận Bình. Trước đó, trong sự kiện Mỹ và nhiều quốc gia tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa đông năm 2022 với lý do nhân quyền, Putin đã xuất hiện cùng đúng lúc và sáng loà với tuyên bố chung cùng Tập Cận Bình là hợp tác không có giới hạn. Nhiều nhà quan sát thời sự đã sớm nhận định rằng Moscow và Bắc Kinh đang hình thành dù không chính thức một liên minh chiến lược, và điều này sẽ là một mối lo về sự ổn định trật tự thế giới tự do.
Trước khi tiếng súng vang lên ở Kyiv, giới quan đã có sự dự đoán cho rằng Bắc Kinh chắc chắn sẽ ủng hộ các hành động quân sự của Nga ở Ukraine. Điều mà mọi người lờ mờ nhận ra rằng hợp tác không có giới hạn của báo đài Nga và Trung Cộng đưa ra là Thế vận hội mùa đông của Bắc Kinh được bảo đảm kết thúc tốt đẹp trong không khí thế giới hòa bình. Vài ngày sau buổi bế mạc, Putin bắt đầu lên giọng về Ukraine. Rõ ràng cuộc thể hiện quyền lực quân sự mới nhất của Điện Kremlin Linh vừa là một bài toán hóc búa về cách ứng xử ngoại giao của Bắc Kinh, nhưng cũng vừa là nguồn cung cấp những bài học kinh nghiệm đắt giá, cơ hội bất ngờ không kém cho Bắc Kinh, vốn là một quốc gia luôn có âm mưu chiếm đóng và mở rộng các vùng lãnh thổ từ nhiều thế kỷ nay. Bài học viễn giao cận công từ thời Tần Thủy Hoàng đã có chút thay đổi. Hai kẻ mạnh đứng kề nhau, quyền lợi không nhiều chồng chéo, có thể là một kế sách chiến lược mới. Thể diện và các trình diễn nhiều màu sắc của Bắc Kinh đang diễn ra vào ngày thứ hai của cuộc xâm lăng từ Nga. Ngoại trưởng Trung Cộng Vương Nghị đã nói một cách mềm dẻo rằng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả quốc gia cần được bảo vệ, bao gồm cả Ukraine và Nga, và Ukraine nên quay trở lại bàn đàm phán. Đó được nhiều người coi là quan điểm rõ ràng nhất mà Tàu Cộng đưa ra về tình hình hiện tại và được nhắc lại qua cuộc điện đàm giữa ông Tập và ông Putin hôm nay. Nhưng đàm phán gì khi một chính phủ chỉ còn trong tay một thành phố đổ nát bị bao vây bằng xe tăng và hỏa tiễn? Có phải đó là loại đàm phán mà Tàu Cộng từng đưa ra với Đức Đạt là Lạt Ma khi đưa hàng chục ngàn quân với vũ khí hạng nặng tiến vào thủ đô Hasa và nói rằng muốn xây dựng một Tây Tạng mới không còn lạc hậu và tội ác? Trong giấc mơ sớm cho diễu hành quân đội của mình tại Đài Loan, Tàu Cộng cũng tính tới những bước lâu dài, và nếu chiếm đóng Đài Loan, có phải đối diện với các cuộc trừng phạt kinh tế dài lâu và mệt mỏi mà Moscow đang bắt đầu cảm nhận được kể từ khi Mỹ và nhiều nước khác đồng loạt tuyên bố từ ngày 24 tháng 2? Dù ra vẻ coi trọng chủ quyền của quốc gia, nhưng trong cách nói chuẩn, đầy chuẩn bị từng con chữ, Bắc Kinh không coi Ukraine như Đài Loan, vốn luôn được xác định là một vùng đất làm loạn. Nhưng Tàu sẽ cẩn thận theo dõi sự sẵn sàng của phương Tây và quyết tâm ứng phó với tình hình ở Ukraine. Điều này cũng có thể được coi là dẫn chứng cho Đài Loan sau này. Lúc này, chủ nghĩa phiêu lưu quân sự của Điện Cẩm Linh sẽ gây thiệt hại về kinh tế cho Tàu Cộng ở một mức độ nào đó. Là đối tác thương mại lớn nhất của Nga, Tàu Cộng có các khoản đầu tư đáng kể và quan hệ tài chính với Nga sẽ phải chấp nhận tuân theo các lệnh trừng phạt của phương Tây. Bên cạnh đó, Bắc Kinh là đối tác thương mại hàng đầu của Ukraine với nguồn cung cấp ngũ cốc và thiết bị quân sự, nên điều Tập đang cân nhắc là một chính quyền mới sau khi Nga xâm lược liệu có còn sẽ nối dài các mối cung cấp này hay không. Nói gì thì nói, cuộc khủng hoảng Ukraine mang đến hai cơ hội bất ngờ cho chủ tịch Tập. Trung Cộng coi tình hình Ukraine là một sự phân tâm đúng lúc khiến Mỹ rời xa khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương và quay trở lại châu Âu, ít nhất là trước cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ vào tháng 11. Điều này mang lại một sự thở phào nhẹ nhõm bất ngờ cho Tàu với tư cách là đối thủ chiến lược chính của Mỹ. Và chính điều này khiến người ta tự hỏi là có hay không một cuộc phối hợp chiến lược bài bản như vậy. Chưa bao giờ người ta nhìn thấy một trục ác mới đang hình thành, lợi lộ rõ như vậy. Nga và Tàu đang có cách ứng xử giống nhau trong tính cách độc tài và thích phô trương vũ lực. Sau sự kiện Ukraine, nếu Putin và Tập siết chặt tay nhau để đối trọng với sự thống trị của Mỹ hoặc nhằm xa hơn các mục tiêu địa chính trị của họ, thế giới đang ở trong một tình huống vô cùng bất an. Lợi thế lớn nhất của Putin và Tập lúc này là gì? Đó là một số quốc gia nơi mà lý thuyết cộng sản đã rách nát, nhưng giấc mơ chư hầu vẫn âm thầm còn đó, vẫn đang cắn răng chịu đựng đối diện với thế giới dân chủ, sao mau chóng trở cờ cho đó một cuộc cách mạng mới từ những ông chủ cũ. Tiết mục Cuộc sống quanh ta vừa rồi đã kết thúc chương trình hôm nay. Chương trình Việt Live sẽ được truyền lên mạng xã hội mỗi ngày trong tuần. Thanh Tâm cùng Việt Live xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị và gia đình 24 giờ vui vẻ, an lành. Và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát sóng của ngày mai.